Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên anh bác một số mã hàng vì em đang phân phối nhé. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá bác luôn. Thì một số cái mã hàng nó còn ít thì em sẽ lên mã xả kho thanh lý nhanh một số mã hàng này. Ở đây các bác cùng xem video nhá. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán nhá. Đó em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên. Những cái mã hàng giảm giá xả kho, giá rất tốt để các bác dễ mua luôn. Rồi cái mã hàng đầu tiên thì em lên mã xả kho luôn các bác. Mã hàng đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này. Đấy, cái bút này về các bác chuyên dùng để các bác lấy dấu nhá. Đấy, mỗi lần ví dụ các bác khoan đục, các bác muốn lấy dấu một cái vị trí cho nó chính xác, chuẩn xác nhá, nó không bị lệch, xô dịch không bị lệch. Đấy, các bác mua cho em cái cây lấy dấu này về dùng rất tiện luôn. Cái cây lấy dấu này thì nó có thể lấy dấu trên mọi vật liệu luôn. Đấy, như là kim loại này, sắt, thép này, rồi là đồ đồ gỗ, sành sứ thứ cho em được tắt luôn nhá. Chất liệu toàn bộ bằng đồng thau. Đấy, phần này là nó dạng lõi thép nhá. Đấy, nó bắn cực kỳ khỏe luôn và nó in cái lốt lên rất là rõ luôn nhá. Đấy, và thậm chí các bác có thể dùng cái cây này các bác dùng để phá kính được luôn. Đấy, bắn rất khỏe nhá. Nó đi lên mã em sẽ cái cây lấy dấu. Đó, em báo giá luôn. Bữa trước cây này bên em đang bán là 50.000. Bên em về đó mức giá rất dễ mua luôn, chỉ cần có 30k một cây nhá. 30k một cây thôi. Lên mã cho em sẽ là cái cây bút lấy dấu nhá. 30k một cây. Đây em sẽ lấy thử lấy test cho bác coi này. Đây nhá, em đang có cái bề mặt đây, em lấy thử dấu cho bác coi nhá. Đấy, con này thì rất là dễ dàng thôi, các bác chỉ việc ấn mạnh này, ấn mạnh chưa? Đấy là kiếm tạch cá được rồi. Đấy, đây em đang lấy vừa lấy ba cái dấu, nhìn thấy ba cái dấu luôn này. Đấy, rất rõ ràng luôn nhá. Đó, về ví dụ các bác muốn khoan đục một vị trí nào đó thật là chính xác thì các bác ấn cho em cái. Đấy là nó sẽ tạo thành một cái dấu luôn. Đây, lấy lại phát nữa này. Đây. Đấy, thấy không? Nó kêu tạch tạch cái đấy, có nhìn này. Đấy, em lấy mấy dấu đây hết này. Đó, 5 6 dấu đây hết luôn nhá. Đó, chỉ bằng cái cây bút lấy dấu rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Các bác cứ ấn mạnh cái là tự động là nó sẽ lấy dấu vào luôn. Đó, ok luôn. Đó thì em đã test thực tế cây bút lấy dấu này rồi các bác nhá. Giá của nó thì hiện tại đang giảm giá, giá rất tốt luôn. Đấy, giá gần như là giá tốt nhất thị trường nhá. 30.000 một cái cây bút lấy dấu nhá. 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng nồi cơm của sát này, và đợt này thì cũng về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, em báo giá lại các bác một lần nữa cái mã hàng này các bác nhá. Lên mã thì em sẽ cái nồi cơm sáp các nhá, nồi cơm sáp. Nồi cơm sáp. Đó, bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 550.000. Hôm nay em về giá mới, giảm giá xả kho bác luôn. Giá chỉ có 450k một nồi thôi và sẽ bao ship cho bác đến tận nhà luôn. Đấy, dòng nồi cơm sáp nhá. 450.000 một cái, bao ship tận nhà. Đây. Nồi cơm sáp thì sáp này hãng của Nhật nhá. Cái công suất của nó sẽ là 900W nhá, dung tích là 1,8 lít và sử dụng điện 220. Đó là cái hay của nó là sử dụng điện 220. Đấy, và nồi 1,8 lít nhá, công suất 900W nhá. Con này nó sử dụng cái công nghệ là cái công nghệ mâm to nên là khi mà cơm nấu chín rất là ngon. Cái này thì thực tế anh em đã test thực tế rồi. Đấy. Cho ra phần cơm ăn rất là ngon luôn. Cơm dẻo chín ngon đều nhá. Đấy, nồi thì cực kỳ chắc chắn, thiết kế theo dạng là nồi kiểu dạng hơi hướng hiện đại bây giờ nên là nó thiết kế rất là đẹp luôn, vừa đẹp vừa sang trọng vừa sự mà rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Dòng này thì của nó sẽ là dạng cái dòng nồi cơ bạn, nồi cơ nó không phải là cái nồi điện tử nên là người già trẻ em đều dùng hết luôn nhá. Nói chung là cả gia đình nhà mình đều dùng hết luôn. Đấy, các bác nấu cơm thì chỉ việc bác nhớ cho em là bấm nút này. Đấy, nếu mà không bấm nút cơm nó sống như thế thôi. Đấy, nấu cơm thì nhớ bấm nút. Đấy, có bấm nút cái thế là tự động lúc nào chín là sẽ nảy, thế là các bác ăn thôi. Đây, thiết kế thì có phần quai sách nhá, các bác có thể sách mang đi mang lại rất tiện này. Đấy, em thích những cái nồi cơm mà nó có cái quai sách này, dùng rất là thích này. Mình đôi khi mình cứ hay sách đi sách lại mà các bác mỗi lần các bác bị bê nó rất là mất công. Đây, nó có quai sách sách đi sách lại rất ok, cái này là thấy đã thích rồi này. Đấy, tiếp theo thì đây cái chế độ mở mở nắp nồi nhá, các bác chỉ việc này ấn vào này, tự động nó sẽ mở ra đó. Còn các bác muốn ấn đóng vào, các bác ấn mạnh em cái vào lẫy luôn. Còn các bác muốn mở thì các bác ấn đây cái tự động mở luôn, rất hay. Đó, bên trong thì sẽ gồm có là một đi kèm với một cái xưởng hấp này nhá. Đấy, một cái xưởng hấp. Đấy, các bác có thể cho thêm những cái đồ hấp vào đây, các bác vừa nấu cơm vừa dùng cái hơi nồi cơm để các bác hấp đồ này. Đấy, một cái ca đong gạo đong nước này, một cái môi sứ cơm nhá, môi sứ cơm, cuộn dây nguồn nhá, cuộn dây nguồn này. Đấy, cuộn dây nguồn, sách hướng dẫn sử dụng này, kèm thẻ bảo hành luôn này. Và đây là cái phần nồi. Đấy, dung tích là 1,8 lít nhá. Cái này thì phù hợp cho gia đình khoảng tầm 4 đến 5 người ăn là rất là thoải mái rồi. Đấy, toàn bộ bên trong lòng nồi là toàn bộ được chám một lớp chống dính nhá, nên có yên tâm không lo nó bị dính hay là cháy gì cả. Đó,
Nồi thì nó là dạng nguyên khối luôn, cắt laser nguyên khối nên là các bác dùng rất ok. Cầm chiếc nồi rất là chắc và nó dày, dày. Đấy, quan trọng là cái chất nồi nó dày này thì khi mà các bác nấu cơm ấy, cái cơm nó cho ra nó chín rất là đều và dẻo nhá. Đấy, còn đây là phần trong bên trong, mâm. Mâm bên trong này, đó, to, to nhá. Đấy, quan trọng là kích thước của nó to thì khi mà to thì cái tiết diện nó to thì cái sức nóng của nó sẽ cao. Đấy, khi mà cao thì cái nhiệt của nó sẽ nâng lên và cái độ cơm chín của bác nó sẽ chín thấu, chín dẻo và ngon hơn nhá. Đó. Đấy thì tổng quan về cái sản con nồi đấy anh em đã quay rất chi tiết rồi. Nói chung là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm để về các bác sử dụng, không cần phải mua thêm cái gì cả nhá. Về chỉ việc là các bác cắm điện và các bác xài thôi. Nồi nấu cơm rất là ngon. Cái này em đã test thực tế rồi. Đấy, test thực tế nồi nấu cơm ngon nhá, cơm chín dẻo ngon và chất lượng, và thiết kế theo dạng là hiện đại nhá, hiện đại rất ok, có quai sách này, bấm cái mở ra nhá, đóng cái thu vào có thế thôi. Đó, rồi mới keng nguyên hộp luôn. Công suất sẽ là 900W nhá, sử dụng điện 220, dung tích là 1,8 lít nhá. Đó thì em báo giá lại một lần nữa này, lên mã giúp em sẽ là cái nồi cơm sáp nhá. Bữa trước đang bán bác là 550.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 450.000 một chiếc nồi cơm nhá, bao ship tận nhà, hàng của thương hiệu sáp công nhá. Đó, rất chất lượng luôn, nồi rất là đẹp. Đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, cầm sách một chiếc nồi nặng trịch chắc chắn, ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái bộ mã hàng rất là hay, đó là cái bộ cốc hâm nóng nhá, dành cho các bác hay đi làm văn phòng đấy, rồi các bác ở nhà cũng được, mình hay ngồi làm việc lâu đấy, mình muốn một cái cốc cà phê nó lúc nào nó cũng nóng nảy này đấy, hoặc là một cốc trà nó còn nóng nảy thì các bác mua cho em cái bộ này về, một cái bộ cốc hâm nóng nhá. Đấy, thì cái con này nó sử dụng cái nguồn trực tiếp là nguồn 220, các bác cắm trực tiếp cái nguồn này vào 220 đấy, sau đó là view ở đây là nó có cốc sẵn rồi thì các bác đi pha cho em một cái cốc trà, cốc cà phê các bác pha vào đây, pha trực tiếp đây luôn thì đi kèm nó sẽ có là nắp và có cả một cái thìa mạ vàng này luôn các nhá. Đấy thì đây một bộ nó sẽ nhỉ, đấy thì vì khi các bác pha đây xong đấy, thì các bác sẽ để lên cái đế nào cho em. Đấy, và khi mà để lên thì tự động cảm biến nó sẽ là cấp nguồn nhé. Thì đây nó có cảm biến bên dưới này. Đấy, tự động là nó sẽ cấp nguồn và nó sẽ hâm nóng cái đồ uống ở trong cốc lên nhá. Lúc nào nó cũng duy trì nhiệt độ từ 50 độ C trở về không nhá. Đấy, từ 50 độ C. Trong 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 khoảng tầm từ 40 đến 50 độ C. Nói chung là cốc cốc cà phê, cốc trà, cốc nước của bác lúc nào cũng trong tình trạng là ấm nóng luôn. Đấy, nó không bị nguội nhá, nó không bị nguội, dùng rất hay. Đấy thì một cái bộ cốc này em báo giá luôn chỉ có 80.000 thôi, sẽ đi kèm cho bác là một cái đế hâm nóng này và một cái cốc này luôn, và có kèm cho bác là cả một chiếc thìa mạ vàng, một cái nắp đậy nha. Đấy thì một bộ sản phẩm mới nguyên hộp nhá, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất ok luôn. Đấy, chỉ có 80.000 thôi, lên mã giúp em sẽ là cái bộ cốc hâm nóng nhá. Đấy, bộ cốc hâm nóng, bộ cốc hâm nóng này lúc nào nó cũng giữ nóng, hâm nóng thôi nhá. Đó, giá của nó sẽ là đi 80k một bộ thôi nhá, chỉ có 80.000 thôi, giá nó rất là bình dân mà sản phẩm dùng rất là thông minh ấy, nói chung là thông minh lắm. Đấy thì đây, về các bác cứ cắm trực tiếp cái nguồn này vào 220, sau đó là cái cốc trà, cốc cà phê các bác pha trực tiếp đây này, các bác để lên đây cho. Đấy là tự động là nó sẽ làm nóng, còn nếu mà các bác lúc nào lúc nhấc ra thì tự động nó sẽ ngắt, các bác để lên là tự động là cái này nó sẽ bật lên rất hay. Đấy, cái đế này nó làm nóng rất hay. Đó, duy trì nhiệt độ từ 40 đến 50 độ C nhá. Đây các bác cùng xem được tí cái video về sản phẩm này. Bạn mong muốn giữ ấm, hâm nóng sữa cho bé hay cà phê hoặc trà và các loại thức uống khác. Nhận thấy nhu cầu của khách hàng, Sabo xin được giới thiệu bộ cốc hâm nóng Lucky thông minh xuất xứ Đài Loan 100% nhập khẩu. Sản phẩm nhỏ gọn, tiện dụng, dễ dàng sử dụng và đang được săn lùng nhiều nhất trên thị trường hiện nay ở mọi lứa tuổi như người trẻ, người cao tuổi, dân văn phòng hay các mẹ bỉm sữa, với thiết kế sang trọng. Chất liệu sứ cao cấp được tráng men hai lớp và nung ở nhiệt độ 1.300 độ C. Cốc có thể giữ ấm được trên nhiều loại vật liệu như gốm, sứ, thủy tinh, kim loại, vân vân. Để giữ nhiệt được làm bằng kính chịu lực, chịu nhiệt tốt, không bị biến dạng khi nhiệt độ tăng cao, mặt kính nhẵn bóng dễ lau chùi khi bám bẩn. Chưa hết, máy được thiết kế thông minh tự động điều chỉnh nhiệt độ không quá 55 độ C. Tại Việt Nam, sản phẩm đang được phân phối trên toàn quốc bởi kênh phân phối gia dụng Sabo. Sản phẩm bảo hành 1 năm, lỗi một đổi một trong vòng 7 ngày đầu tiên. Bộ cốc hâm nóng Lucky sự lựa chọn tốt nhất cho gia đình bạn. Nhanh tay bấm nhận ưu đấy, đãi thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ cốc hâm nóng nhá, thì đây một đầy đủ một bộ nhà đã bao gồm là một đế, một cái cốc lắp đậy có thìa đi kèm luôn, là 80.000 một bộ này nhá. Về các bác nào hay uống trà uống cà phê đấy, rồi các bác làm dân văn phòng ngồi làm việc lâu, muốn lúc nào cốc trà cốc cà phê mình cũng ấm nóng thì các bác mua cho cái bộ về sử dụng rất là thông minh, rất hay luôn. Đấy, 80k một bộ nhá, 80k một cái bộ cốc hâm nóng nha.